Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng lan rộng trên thế giới, nhiều vấn đề nổi bật được đặt ra liên quan đến quyền của người bị nhiễm COVID-19. Trong đó, vụ việc nam thanh niên bị ép không phải ra khỏi nhà trọ ngay trong đêm là một trong số ít những vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm. Mới đây, luật sư Phùng Thị Hương Lan, công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế Nam Thái, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có những phân tích và đưa ra hướng giải quyết hợp lý về vấn đề này. Bà Phùng Thị Hương Lan nói, trước hết phải khẳng định, Việt Nam thanh niên nhiễm COVID-19 đang sống tại nhà của chủ trọ, đóng tiền thuê hàng tháng thì giữa chủ nhà trọ và nam thanh niên này đang xác lập hợp đồng thuê nhà. Theo điều 132 Luật nhà ở năm 2014 quy định việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở và điều 428 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp chủ trọ đuổi nam thanh niên mắc COVID-19 ra khỏi nhà mà không có thông báo từ trước, nghĩa là chủ nhà trọ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa hai bên mà không có lý do chính đáng. Chủ nhà trọ đã vi phạm quy định của pháp luật và phải chịu hậu quả pháp lý, bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại thực tế xảy ra cho nam thanh niên trên. Để đảm bảo được quyền lợi cho bản thân, nam thanh niên bị mắc COVID-19 này cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương sở tại, cán bộ y tế phương, cảnh sát khu vực để được can thiệp hướng dẫn xử lý. Trong trường hợp cơ sở y tế đã yêu cầu nam thanh niên này cách ly tại nhà, có quyết định cách ly của cơ quan cảnh sát khu vực, nhưng chủ nhà trọ vẫn yêu cầu nam thanh niên này ra khỏi nhà, thì chủ nhà trọ có thể bị xử lý hành chính, theo quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117-2020, NDCP, quy định về vi phạm quy định khác về y tế dự phòng phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Nghị định này Nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm đường hấp cấp, Cục Y tế Dự phòng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc cách ly y tế đối với những người mắc COVID-19. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể hay bất cứ một chế tài nào liên quan đến việc chủ nhà trọ không cho người bị ép không tiếp tục cư trú trong thời gian đợi hướng dẫn của cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Từ những phân tích của luật sư Phùng Thị Hương Lan, có thể thấy hành vi của chủ nhà trong câu chuyện trên là vô cùng đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu có bất cứ hành vi tương tự nào, quý vị và các bạn hãy báo cáo với chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời.